Hey yo, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Gấu. Với những hình ảnh lúc nãy thì mọi người cũng biết là Gấu đã sao khuyên mới rồi. Và tất nhiên là không phải là cái khuyên trên mũi này. Cái này là Gấu chỉ dán vô thôi. Gấu nhớ là cái lần mà Gấu đeo cái khuyên giả ở mũi. Xong rồi chỉ trong vòng khoảng 2 tuần sau hả, hay là 1 tuần sau gì mình đi xỏ thiệt luôn. Thì khi mà mình dán cái này thì mình cũng đang hơi nghi ngờ chút xíu là mình không biết là mình có nhanh tay mình làm luôn hay không. Nhưng mà hiện tại thì chắc là chưa. Có rất là nhiều bạn trên Instagram lẫn trên kênh YouTube của Gấu hỏi là nếu như mà mình xỏ khuyên thì cách chăm sóc khuyên như thế nào, và những cái vị trí xỏ này có bị đau không. Thì ngày hôm nay thì Gấu sẽ tổng hợp lại hết và Gấu sẽ trả lời cho các bạn luôn. Và dưới cái video này thì Gấu sẽ share những cái địa chỉ mà Gấu hay mua khuyên nè. Và những và ở dưới cái video ở trên đầu hoặc là ở bên cạnh nhà Gấu đang sửa nhà, cho nên là sẽ nghe được cái tiếng máy khoan. Mình sẽ cố gắng nói to nhất có thể để át cái tiếng đó. Nhưng mà ở dưới cái video phần mô tả, Gấu sẽ để thông tin, địa chỉ những cái chỗ mà Gấu hay đi xỏ khuyên và Gấu đi mua khuyên ở đâu. Bây giờ thì mình sẽ tổng hợp coi là trên người mình hiện tại có bao nhiêu cái khuyên. Bên này thì sẽ có là 1, 2, 3 và 4. 4 cái. Là cái thứ 5, 6, 7, 8. Có thể là trong tương lai là nó sẽ tăng lên, nhưng mà mình vẫn chưa chắc chắn là nó sẽ nằm ở vị trí nào. Bây giờ thì mình sẽ nói về những vị trí xỏ khuyên trên người của Gấu. Thì đối với lỗ tai thì nó sẽ có những cái vị trí và tên gọi khác nhau. Cái vị trí bình thường này mà chúng ta hay xỏ thì có tên là standard lobe. Em ở trên này sẽ là upper lobe. Còn cái em này sẽ là helix. Còn cái em ở sâu bên trong này sẽ là dev. Cái em này thì gọi sẽ là conch. Còn cái em sẽ nói là tragus. Còn đối với vị trí vùng mũi thường thì mọi người sẽ hay xỏ nhiều nhất là ở phần cánh mũi và ở phần vách ngăn. Vị trí này có tên là septum, còn em này là nostril. Và không chỉ là có những vị trí như thế này đâu mà còn có rất nhiều vị trí khác nữa. Nhưng mà tại vì Gấu không xỏ cho nên là mình sẽ không có show ra đây. Nhưng mọi người lên trên Google mọi người kiếm thì sẽ rất là nhiều. Sau các vị trí của khuyên thì mình sẽ qua là xỏ khuyên có đau không, và cách bảo vệ cái vết xỏ của mình như thế nào, và khoảng bao lâu nữa thì nó lành. Đầu tiên thì hơi đau, ê. Mình không biết cảm giác như thế nào, nhưng mà mình thề với mọi người, mình là một đứa cực kỳ nhát kim. Gấu rất là ghét kim tiêm. Ngay từ cái thời mà Gấu còn bé tí hay đi lấy máu là mình người cực kỳ ghét kim. Mình nhìn thấy kim là mình sợ, rất sợ. Và đến tận bây giờ cũng vậy, mỗi lần thấy kim tiêm mà rút máu là có phải quay mặt đi chỗ khác. Mẹ mình lại rất là ngạc nhiên vì tại sao một đứa nhát kim như mình mà lại dám đi xăm chỗ và đi xỏ khuyên, mà mẹ mình kiểu không hiểu. Có lẽ là tại vì những cái hình xăm của Gấu thì nó cũng rất là nhỏ, cho nên là cái thời gian xăm nó chỉ mất có 1 đến 2 phút thôi, hoặc là cao nhất là 5 phút, nên mình không có cảm giác đau quá nhiều. Còn xỏ khuyên thì lại rất là nhanh, chỉ tích tắc trong vòng 1 đến 2 giây là xong. Nếu như những bạn nào mà chưa từng xỏ khuyên bây giờ mà muốn hỏi Gấu là những cái vị trí nào đau thì thật sự là mình cũng không biết chia sẻ là cái nào đau hơn cái nào, tại vì cái nào cũng đau hết. Những vị trí nào đau hả? Nói về đau nhất thì có lẽ sẽ là ở vành tai. Đợt mà Gấu xỏ cái em này, cái em mới xỏ đây là em này. Đây là hai cái vị trí mà Gấu thấy là đau hơn những vị trí khác, và nó lâu lành nhất. Mọi người thấy không, cái em này nè, là Gấu thấy là nó gần lành rồi. Nó lành rất là nhanh, mình không biết tại sao nữa. Cái, ây da, fuck, vừa mới nói xong bị dướng cái móng tay vào. Shit. Cái vị trí ở bên trong này là cái vị trí mà Gấu thấy là nó lành nhanh hơn những vị trí khác. Nó cũng cùng là sụn với nhau, nhưng mà có thể là ngay ở cổ vành tai á, là khi mà các bạn ngủ thì các bạn dễ bị đè vào, hoặc là khi mà chúng ta mặc đồ rồi tắm rồi nước vào những cái vị trí này thì cái vành tai là cái mà dễ bị tác động và ảnh hưởng nhiều nhất, cho nên là nó sẽ bị tái đi tái lại. Nó xỏ chắc phải được 2 tuần hả, chắc cũng phải 2 tuần hơn á. Đến bây giờ nó vẫn chảy máu. Ngay cả khuyên mũi khi mà Gấu xỏ thì Gấu cũng sẽ xỏ khuyên tròn, và tất cả những cái lỗ khác Gấu cũng sẽ xỏ khuyên tròn trước. Sau khi lành xong rồi mình mới thay bằng những cái khuyên đây, ví dụ như khuyên có hoa nè, xong rồi khuyên có lá nè. Đó, nói chung là mình sẽ tùy vào cái sở thích mà mình sẽ thay đổi. Nếu mà các bạn hỏi Gấu là khoảng bao lâu nó hết đau và nó lành, Gấu nghĩ chắc tùy người á. Có một số bạn thì Gấu thấy là lành rất là nhanh và hết đau nhanh. Đối với Gấu là sau khi mà Gấu xỏ xong
tầm khoảng 2-3 hôm là gấu đã thấy hết đau rồi. Nhưng mà tuyệt đối đừng đụng vô. Nó làm sao thì để y nguyên như vậy. Đừng đụng vào, đừng có mặc đồ hay là đụng chạm, hay đừng có ai vuốt má hay là vuốt tóc gì mà đụng chạm gì đến mình á, thì nó sẽ không bao giờ đau. Nhưng mà chỉ cần mình đụng nhẹ vô một cái thôi, nó sẽ rất rất đau, mà đau chảy nước mắt luôn á. Đó là cái mà gấu rất là ghét khi mà mình vừa mới xỏ khuyên lỗ tai xong. Nhưng mà để gọi là lành á, thì theo như kinh nghiệm của gấu cho cái khuyên bên này là nửa năm. Maybe là cái em bên này nó sẽ lành nhanh hơn, tại vì gấu thấy là cái dấu hiệu lành của nó sẽ nhanh hơn và tốt hơn cái lỗ tai bên này. Tại vì hồi trước lúc mà gấu xỏ bên này mình chưa có kinh nghiệm, bên lỗ tai bên này gấu bị sưng mủ, chảy mủ tùm lum tùm la hết, ghê lắm. Nhưng mà em bên này thì dạo gần đây nó chỉ hơi chảy máu một chút xíu thôi, và gấu không sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào để dưỡng cho nó hết. Nói thì nghe có hơi phản khoa học, với lại cũng giống như là không biết chăm sóc á. Tại vì gấu biết là bản thân của mình cần gì, và những gì mà gấu đã trải qua rồi thì gấu biết là nên làm gì với nó. Nếu như những bạn nào mà da của bạn bị quá độc hoặc là dễ bị mưng mủ, thì các bạn nên có một chai nước muối sinh lý để ở nhà mua ngoài tiệm thuốc á, có mấy ngàn thôi, cũng rẻ. Còn gấu thì gấu sẽ không làm như vậy. Gấu chỉ cần lấy tăm bông và gấu sẽ lau nhẹ để cho nó đừng có bị dơ ở trong cái vành tai của mình. Lúc đầu thì nó sẽ hơi nhức nhức một chút xíu, tại vì các bạn đụng vào cái vết thương. Nhưng mà khi mà các bạn đã quen và các bạn tự tin trong cái việc là các bạn vệ sinh lỗ tai rồi, thì các bạn sẽ thấy việc đó rất là đơn giản. Cái khuyên mũi thì tầm khoảng 2-3 tháng là mũi của gấu lành rồi, khá nhanh. Gấu cũng hơi ngạc nhiên. Cái lúc mà gấu xỏ khuyên mũi á, thì nó rất là mắc cười ở cái chỗ là gấu phải xỏ lại 2 lần trong cùng một ngày. Đầu khi mà gấu xỏ thì cái chị xỏ khuyên cho gấu, chị đã lấy cho gấu một cái khuyên nó hơi bị bé quá. Đây mọi người sẽ thấy là cái khuyên của gấu sẽ có cái độ dày như thế này. Nhưng mà khi xỏ xong á, thì chị lấy cho gấu một cái khuyên, cái độ dày của nó nhỏ bằng một nửa cái độ dày này. Cho nên là gấu thấy là ủa chị ơi, nếu mà lỡ mà sau này các em muốn đổi khuyên thì làm sao. Cái chị mới nói là bây giờ mình không thể thay một cái khuyên to bằng cái khuyên này vào được, tại vì bây giờ cái lỗ nó quá nhỏ, cho nên bây giờ chị phải xỏ lại một lần nữa. Oh my god, khi mà mình nghe như vậy mình kiểu mình sợ. Trời, mọi người biết hả, lúc đó là gấu bị hơi hoảng, tại vì gấu nghĩ là xỏ lại một lần nữa là chắc đau lắm, tại vì đúng ngay cái vết thương lúc nãy. Nhưng mà lúc mà mình xỏ qua thì cũng chỉ đau một chút xíu. Nhưng mà trộm vía là cái vị trí khuyên mũi của gấu thì nó lại lành nhanh nhất so với những cái khác, tầm khoảng 2-3 tháng. Và các bạn cũng nên lưu ý là nên lựa chọn những cái địa chỉ xỏ khuyên uy tín, đảm bảo là cái vết xỏ của bạn an toàn nhất có thể. Thứ nhất là tay nghề cao thì họ sẽ làm rất nhanh và gọn lẹ, không chảy máu và các bạn sẽ không đau. Thứ hai là dụng cụ vệ sinh an toàn thì nó sẽ không bị bất kỳ những cái bệnh truyền nhiễm ngoài da liên quan đến máu. Mỗi người sẽ là một cây kim riêng của mình. Chi phí thì gấu thấy nó cũng không có quá đắt. Có những chỗ thì gấu thấy là tầm khoảng 100 mấy, 200, có chỗ thì khoảng 300, kiểu vậy. Thì tùy vào cái túi tiền của các bạn. Các bạn có thể lên trên Google hoặc là xem ở dưới phần mô tả, gấu sẽ có để một vài cái địa chỉ mà gấu đã được xem feedback của những bạn khác là chỗ đó uy tín, an toàn, và ngay cả cái chỗ mà gấu đã từng xỏ luôn, để cho các bạn có thể tham khảo. Khi mà mình nói đến đây thì gấu cũng không biết là phải chia sẻ thêm cái gì. Gấu rất là mong trong cái video này mọi người sẽ tương tác với gấu nhiều hơn, kể cho gấu nghe những cái vị trí mà bạn đã từng xỏ rồi, bạn có muốn xỏ khuyên hay không, hay là lý do tại sao bạn lại thích xỏ, và bạn đang rất muốn xỏ nhưng mà gia đình của bạn lại không cho phép, hoặc là như thế nào đó, hoặc là những cái câu hỏi mà liên quan về đến xỏ khuyên hoặc là xăm mình, thì các bạn cứ comment ở phía dưới video này và hỏi gấu thật là nhiều vào, mình sẽ trả lời hết những cái câu hỏi đó cho bạn. Mình rất là muốn connect với cả mọi người. Mình đang cố gắng làm những cái video về cuộc sống, về lifestyle, về những cái thứ xung quanh gấu. Ngoài là make up và skincare ra thì gấu thấy là còn có rất là nhiều cái vấn đề khác mà chúng ta cần phải quan tâm và chia sẻ. Cho nên là gấu cũng muốn là các bạn cũng sẽ chia sẻ cùng với mình những cái chuyện này. Nên hãy cùng nhau tương tác và mình sẽ ra được nhiều những cái video mới để gặp các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.